Mẹ, Mã Bu nói vậy có ý gì? Yến gia bị diệt môn có liên quan đến nhà chúng ta sao? Mẹ không biết. Trước khi cha con mất, ông ấy có từng nói gì với mẹ không? Không có. Đồng Nhiên ca, Mã Bu là kẻ quỷ kế đa đoan, huynh tuyệt đối đừng tin lời hắn nói. Hai người yên tâm đi, ta đã sắp đặt cả rồi, chỉ đợi Yến Dương Xuân và Trương Chim Lâm rơi vào bẫy thôi. Bác Đại Dương nổi tiếng to gan lớn mật, bất chấp đạo lý, bọn họ chịu nghe theo đệ thật sao? Tề huynh, có tiền mua tiên cũng được. Đệ đã gặp Dương lão bá, trao đổi xong xuôi hết rồi, huynh yên tâm đi. Tốt. Nếu có thể giết được Trương Chim Lâm thì tiền thưởng của cấp trên ta sẽ chia cho hai người một nửa. Cục trưởng Tề, tôi muốn nhắc nhở ngài một câu. Nói đi. Hai vị đây, một vị là muốn lấy đầu của Trương Chim Lâm, còn một vị là muốn lấy đầu của Yến Dương Xuân. Nhưng cho dù các vị giết được cả hai người đó thì đừng quên vẫn còn Lâm lão tứ và các huynh đệ thân thiết của Trương Chim Lâm. Đừng coi thường nhé. Đối với tôi mà nói là chuyện phiền phức đây. Ta biết cậu sẽ lo lắng điều này nên đã nghĩ xong cho cậu từ sớm rồi. Đến lúc đó cục trưởng Tề dẫn đại đội binh mã đến mai phục trước. Nếu Trương Chim Lâm và Yến Dương Xuân chỉ có hai người đi thì để Dương lão bác trực tiếp tiêu diệt họ luôn. Còn nếu hắn dám dẫn theo thuộc hạ thì các huynh đệ của chúng ta sẽ có thể tiêu diệt thổ phỉ một cách danh chính ngôn thuận. Tiếp theo phải làm thế nào? Ta nghĩ cậu biết rõ rồi nhỉ. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Oai ngực đáp này mà tiếp quản kho bãi Hàng Bắc thì cả đời này không có gì khác, chỉ chuyên tâm hầu hạ hai vị. Được, chúc cho kế hoạch của chúng ta mã đáo thành công. Kim Lâm, bức thư này từ đâu ra vậy? Lúc con cùng bọn trẻ từ trên phố về liền phát hiện bức thư này kẹp ở cửa. Bọn bắt cóc biết quan hệ giữa con và Đông Nhiên ca, hơn nữa còn chỉ định chỉ cho con và Kim Lâm đi. Đoán chừng là nhằm vào hai chúng ta rồi. Liệu có phải là Mã Bưu không? Không, chưa chắc. Mã Bưu từ khi chiếm được gia sản của Lưu Phúc Kim, giàu nứt đố đổ dách. Nếu mà Mã Bưu làm thì chắc chắn hắn sẽ không nhằm vào tiền. Ta đoán là hắn đem Đông Nhiên ra làm mồi nhử để dụ hai con tự chui đầu vào rọ. Nếu là một mình hắn thì không có gan lớn vậy đâu. Con nghĩ chắc chắn là có người đứng sau giúp hắn. Huynh nghĩ liệu là ai? Ở Thạch Gia Trang này, ngoài quan gia ra, dám khiêu khích với Bảo Độc Trại, chỉ có Bác Đại Dương ở Tiểu Sơn Trại. Hồi trẻ ta từng giết huynh đệ của bọn họ, kết thành thâm thù đại hận. Lần này chắc bọn họ nhân cơ hội để trả thù. Cục cảnh sát bây giờ đang truy lùng thổ phỉ khắp nơi. Đám thổ phỉ Bác Đại Vương còn dám ngang nhiên gây án à? Quan gia thổ phỉ một nhà, chính hai người cũng nói đấy. Mã Bưu và Tề Phổ Nguyên vốn cùng hội cùng thuyền, hai tên này kết hợp với nhau làm việc xấu xa gì mà chẳng được. Bây giờ cho dù kẻ bắt cóc là ai, chúng ta cũng không được lơ là chủ quan. Con nghĩ chúng ta cứ làm theo lời họ nói, gom đủ tiền đã. Một tay giao tiền, một tay giao người. Đành phải vậy thôi. Cho dù thế nào cũng phải cứu người ra trước mới được. Được rồi, bây giờ chúng ta chia nhau ra đi gom tiền. Dù sao thì số tiền bọn chúng yêu cầu cũng không phải là nhỏ. Muốn gom đủ số tiền này e rằng phải mất nhiều thời gian. Chuyện tiền nông các con không phải lo, để ta giải quyết. Ta lăn lộn ở Thạch Gia Trang hơn nửa đời người, cũng có bằng hữu, lại cộng thêm vốn liếng ở kho bãi Hàng Bắc, án chừng gom đủ số tiền này không thành vấn đề. Thế này đi, hai đứa đợi ở đây, ta đi một lát rồi về. Cha nuôi, vậy thì vất vả cho cha rồi. Không biết Đồng Nhiên ca, Tiểu Nguyệt và mẹ nuôi bây giờ ra sao rồi. Yên tâm đi, ở hiền ác gặp lành. Ca, đại ca, bọn họ đều nghe chuyện rồi. Để các huynh đệ đi cùng hai người đi. Trong tôi đã nói rõ rồi, lỡ như bọn chúng phát hiện ta dẫn theo người thì tính mạng của ba người này đều khó giữ.
bắt cóc chẳng qua cũng chỉ là vì tiền. Để cho an toàn thì hai chúng ta đi thôi. Đại ca, đệ nghĩ mãi không hiểu, ai là to gan đến vậy, dám ý đồ với cả huynh. Bất kể là ai, Trương Chim Lâm này cũng chưa từng sợ. Cả đời nhớm máu đầu đau rồi, còn sợ mấy tên bắt cóc tép riêu sao? Chim Lâm, ngày mai chúng ta đi là để cứu người, tốt nhất nên hạn chế rủi ro, cố gắng đừng ra tay với đám thổ phỉ bọn họ. Mẹ nuôi tuổi đã cao, Tiểu Nguyệt bụng bầu lớn, nhất thiết phải đảm bảo an toàn cho bọn họ. Đúng vậy đại ca, tẩu tử nói đúng. Được. Lão Tứ à, ta cứ cảm thấy đại ca đi chuyến này sẽ có nguy hiểm. Đúng vậy, chúng ta sau khi xuống núi không súng không pháo, nhưng cũng không thể vì thế mà kinh sợ được. Đại ca đi mà chúng ta không mảy may động tĩnh gì thì sau này trên giang hồ sẽ đồn đại Bảo Độc Trại chúng ta thế nào. Đệ cũng muốn đi lắm, nhưng huynh ấy không cho chúng ta đi. Đệ bị ngốc à? Không cho đệ đi là đệ không đi sao? Vậy phải làm thế nào? Ta có một cách, chúng ta bàn bạc xem. Ta nghĩ thế này, chúng ta có thể dẫn theo vài huynh đệ âm thầm bảo vệ đại ca. Chẳng may đại ca xảy ra chuyện gì, chúng ta còn dễ bề ứng cứu. Nếu bọn bắt cóc giữ lời, lấy tiền xong lập tức thả người, thì chúng ta án binh bất động là được mà. Dù sao bây giờ cũng nhìn ra rồi, đại ca vì cứu người thân của Yến Dương Xuân mà không màng đến tính mạng của mình, nhưng Bảo Độc Trại thì không được. Chúng ta không thể một ngày không có chủ. Đại ca có mệnh hệ gì thì các huynh đệ thế nào đây? Vậy bây giờ đệ sẽ đi kêu gọi các huynh đệ, để làm việc động não chút được không? Người đông nhiều tay mắt, ta nói đệ nghe, gọi lấy vài huynh đệ thân thiết, tay chân nhanh nhẹn là được rồi. Được, huynh ở nhà đợi, bây giờ đệ đi luôn. Lão Tứ, đệ đi là ta yên tâm nhất rồi. Ca ở nhà đợi tin tốt của đệ. Mang đồ theo cả chưa? Mang rồi. Các huynh đệ, lần này chúng ta đi nhất định phải bảo vệ đại ca thật tốt, rõ chưa? Rõ. Má gia, yên tâm đi, bố trí xong hết rồi, tất cả đều hành sự theo kế hoạch của ngài. Chỉ cần Trương Chim Lâm và Yến Dương Xuân đi ra ngoại thành theo yêu cầu của bức thư, tôi đã nói với Lão Tứ dẫn hơn chục huynh đệ đi theo, trên danh nghĩa là bảo vệ đại ca và đại tẩu. Nhưng chỉ cần thổ phỉ xuất hiện, ngài hãy bảo cục trưởng Tề dẫn đội cảnh sát tiêu diệt hết bọn họ luôn. Tốt. Cảm ơn oai ngực đáp huynh đệ. Ngày mai sẽ là ngày chết của Yến Dương Xuân và Trương Chim Lâm. Các huynh đệ, lần này ta đi không biết có thể quay về hay không. Chẳng may có mệnh hệ gì, các huynh đệ hãy dẫn dắt bảo ban nhau làm việc cho tốt, chung sống hòa thuận với các lão cản, hòa khí sinh tài. Chỉ cần chịu khó, đảm bảo không lo đói bụng. Còn nói những lời này với họ làm gì? Đi đường thuận lợi, an toàn trở về. Chuyện này cũng phải có chuẩn bị, không sợ nguy hiểm, chỉ sợ chẳng may. Lão Tam, đại ca giao cho đệ một nhiệm vụ, thay ta chăm sóc thủ lĩnh. Các huynh đệ lão cản, đừng quên, kho bãi hàng Bắc này là của họ nhường cho chúng ta. Chúng ta không được dông ơn phụ nghĩa. Đại ca, yên tâm đi. Đệ xin khắc ghi từng câu nói trong tim. Đệ nhất định sẽ đưa các huynh đệ và các huynh đệ lão cản trở thành người một nhà. Thủ lĩnh là trưởng bối, đệ nhất định sẽ hiếu kính cẩn thận. Được, có câu này của đệ là ta yên tâm rồi.
Nhưng hai con phải nhớ, nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối phải cẩn thận đấy nhé. Cha nuôi, cha yên tâm, con nhất định sẽ đưa Đông Nhân Ca và mẹ nuôi bình an trở về. Cha cứ ở nhà đợi tin đi. Được, vậy thì tốt. Các huynh đệ, bọn ta đi đây. Về sớm nhé. Kịch hay sắp bắt đầu rồi. Phổ Nguyên huynh, các người hãy nghe cho rõ đây. Lát nữa đám thổ phỉ thuộc hạ của Trương Chim Lâm đến, lập tức bắt gọn cho ta. Xem ra gặp kẻ thù rồi. Ta dụ bọn chúng, nàng chớp thời cơ xông vào nhà cứu người. Biết rồi. Lão Vương Bá, lão tử ghét nhất bị người khác gọi là lão Vương Bá. Họ Trương kia, khi xưa ngươi giết bao nhiêu huynh đệ của ta, món nợ này hôm nay nhất định phải tính hết. Ngươi không những phải đưa tiền, mà còn phải quỳ xuống cầu xin ta. Ta có thể xem xét cho ngươi được toàn thây. Lão Dương Bá, ta thích gọi ngươi như vậy đó. Thì sao nào? Các huynh đệ, xông lên. Đại ca, đại ca, đại ca, đón lấy. Các huynh đệ, tiêu diệt thổ phỉ, xông lên. Đi. Dương Xuân, đi cứu người trước đi. Được. Dương Xuân, Đông Nhiên Ca, Dương Xuân, mẹ nuôi, Yến tỷ tỷ, bọn ta không sao. Dương Xuân mau lên, đỡ Tiểu Nguyệt dậy nhanh lên. Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, Yến tỷ tỷ, ta đến cứu mọi người đây. Chim Lâm, cứu được người rồi. Mẹ, mau đi thôi. Các huynh đệ, xông lên cho ta. Xông lên, xông lên. Mau lên, mau lên. Để đi đâu đó? Trường lão tiên sinh. Gia gia. Mau lên. Tiếp, mẹ nuôi, cẩn thận.
Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, mẹ mau lên. Tiểu Nguyệt, mọi không sao chứ? Mau đi thôi. Tiểu Nguyệt, mọi cố gắng lên, cố gắng lên. Tiểu Nguyệt gắng gượng nhé. Tiểu Nguyệt, ráng chịu thêm chút nữa. Còn bé sắp sinh rồi, làm sao bây giờ? Làm sao đây? Mau đỡ Tiểu Nguyệt vào đây. Được, nhanh lên. Mau đỡ con bé. Cẩn thận. Nào, mau lên, mau lên. Đỡ lấy. Mau cho con bé ngồi xuống. Từ từ thôi. Cố gắng lên, Tiểu Nguyệt. Mẹ, Tiểu Nguyệt sắp sinh rồi. Mẹ mau giúp mũi ấy đi. Cố lên. Đồng Nhiên ca, Quỳnh tránh ra một lúc đi. Tiểu, mũi cố gắng lên. Sinh đứa bé ra. Gắng sức nào, Tiểu Nguyệt. Gắng sức nữa lên, Tiểu Nguyệt. Cố lên. Cố lên. Cố lên, Tiểu Nguyệt. Dùng sức đi. Nương tử, nàng rút trước đi. Không cần lấy cho ta. Trương đại ca, mọi người cùng đi. Vậy Đông Nhiên, đưa Dương Xuân đi trước đi. Yến tỷ tỷ, muội mỗi có lỗi với tỷ. Muội không còn mặt mũi nào gặp tỷ. Giờ là lúc nào rồi mà muội còn nói như vậy? Chuyện trước kia đều đã qua rồi, ta chưa từng hận muội. Tiểu Nguyệt, việc quan trọng nhất của muội bây giờ là sinh đứa bé ra, nghe rõ chưa? Phải đấy Tiểu Nguyệt, nhất định phải vượt qua được ải này. Tiểu Nguyệt, cố lên. Cố lên. Sắp ra rồi. Mạnh nữa lên. Tiểu Nguyệt, ra rồi. Ra rồi Đông Nhiên. Đem máu lại đây để bọc đứa bé. Tiểu Nguyệt, nhìn đứa bé này. Tiểu Nguyệt là một bé trai. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Tiểu Nguyệt, muội nói gì vậy? Muội hãy gắng gượng, kiên trì lên. Bây giờ ta sẽ đưa muội và cháu bé về nhà. Tiểu Nguyệt sẽ không sao đâu. Yến tỷ tỷ, muội đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với tỷ. Đây đều là báo ứng. Tiểu Nguyệt, Đứa bé này muội xin giao phó cho tỷ. Muội không sống được nữa rồi. Không cho phép muội nói như vậy. Muội cố gắng lên cho ta. Ta nhất định sẽ cứu muội ra khỏi đây. Yến tỷ tỷ, cuộc đời này, chuyện muội hối hận nhất chính là thành kẻ thù với tỷ. Cái mạng này xin trả lại cho tỷ. Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn là tỷ muội, có được không? Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt. Ném lựu đạn, nổ chết chúng cho ta. Thank you.
nhanh. Chim Lâm, liều mạng với chúng. Các huynh đệ xông lên. Chim Lâm, Chim Lâm, cục trưởng, sao? Trương Chim Lâm vừa chết thì bọn thổ phỉ liền đánh điên cùng, chúng tôi sắp không trụ được nữa. Vậy làm thế nào? Các huynh đệ, đừng đánh nữa, mau rút thôi. Tề huynh, sao lại rút? Cơ hội hiếm có, một mẻ tóm gọn đi chứ. Thổ phỉ phát điên rồi, người của ta mà chết hết thì không ăn nói với cấp trên được đâu. Huynh không cần thủ cấp của Trương Chim Lâm hả? Về nghĩ cách lấy lại sao? Trương Chim Lâm chết rồi, đệ lập công lớn, về ta sẽ trọng thưởng, mời đệ một bữa no say. Các huynh đệ, rút. Yến Dương Sơn vẫn chưa chết mà. Rút. Các huynh đệ, đại ca và đại tẩu đến giờ vẫn chưa về, e là lành ít dữ nhiều. Lời đại ca nói lúc trước khi đi, các huynh đệ đều nghe rõ rồi chứ? Nói rằng từ nay về sau, trọng trách ở kho bãi Hàng Bắc này sẽ giao cho ta. Hy vọng ta dẫn dắt mọi người làm nên sự nghiệp. Hy vọng ta làm người đứng đầu. Các huynh đệ, trong lòng ta chẳng có thủ lĩnh với không thủ lĩnh gì cả. Mọi người đều là huynh đệ với nhau. Về sau có chuyện gì chúng ta cứ thẳng thắn bàn bạc, cùng làm với nhau. Quan trọng nhất là có thể kiếm được tiền. Mục đích của chúng ta là làm tốt kho bãi Hàng Bắc này hơn tất cả những gì khác, đúng không? Đúng. Có điều nói đi phải nói lại, oai ngực đáp ta đã gánh vác trọng trách này, thì mọi người về sau đều phải nghe theo ta.
Phải, phải. Đại ca trở về rồi. Đại ca. Tẩu tử, chuyện này là sao? Ngươi vẫn còn mặt mũi quay về ư? Ngươi nhìn đi. Ngươi nhìn đi. Sao ngươi không chết? Sao ngươi không chết? Sao ngươi không chết luôn đi? Để vô dụng. Để có lỗi với đại ca. Lão Tứ, dặn các huynh đệ canh chừng cẩn thận. Có thể cảnh sát sắp đến rồi. Dừng, đại tổ, để đi sắp xếp ngay. Đại ca, Dân, cảm ơn đô thống khen ngợi. Đây đều là trách nhiệm của thuộc hạ mà. Dân. Tề huynh, cấp trên nói thế nào? Khi nào cấp chi viện? Bây giờ loạn trong giặc ngoài, tình hình căng thẳng. Ngay bản thân Lưu đô thống cũng bảo chúng ta tự giải quyết. Việc này không thể tự giải quyết. Ta nói đệ nghe, sắp sửa có thưởng của cấp trên rồi. Vào thời điểm này tuyệt đối đừng có làm gì gây rắc rối cho ta. Đừng đứng lì ở đó nữa. Đi đi.
Tiểu Nguyệt, Kim Lâm, là ta có lỗi với hai người. Ta chỉ muốn quay về thăm cháu, không ngờ lại bị Mã Bưu bám theo, làm hại hai người. Mẹ Đông Nhiên, bà đừng nói như vậy. Tên khốn Mã Bưu dù có không bám theo bà thì hắn cũng sẽ nghĩ cách để đối phó với chúng ta. Đừng tự trách mình nữa, đừng làm những chuyện khiến người thân đau lòng, kẻ thù vui sướng. Trương Chim Lâm, Tiểu Nguyệt, hai người hãy yên lòng mà đi đi. Tiểu Nguyệt muội yên tâm, bọn ta nhất định sẽ cố gắng nuôi dạy con của muội, nuôi dưỡng nó trở thành một nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất. Ca, đệ nhất định sẽ tìm ra kẻ hại huynh, quyết không tha cho bọn chúng. Đại ca, cục cảnh sát ra cáo thị để dỗ về dân chúng, từ hôm nay trở đi sẽ không truy lùng chúng ta nữa. Huynh dùng tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng của mọi người. Sau này đệ sẽ noi gương huynh, tuyệt đối không để cho các huynh đệ chịu thiệt thòi chút nào. Đại ca, huynh đã giao phó kho bãi Hàng Bắc cho đệ, thì huynh yên tâm, đệ nhất định sẽ bảo ban các huynh đệ chăm chỉ làm việc, để việc làm ăn rực rỡ phát đạt. Đại ca, hãy yên tâm. Đại ca, hãy yên tâm. Đứa bé này giống Tiểu Nguyệt như đúc. Đứa bé này thật đáng thương, vừa sinh ra đã không còn cha mẹ. Con à, con yên tâm, ta đã hứa với mẹ con, nhất định sẽ chăm sóc cho con tử tế, nuôi dưỡng con nên người. Cô bé, lại đây. Nói cho ta biết, con tên là gì? Tiểu Hồng à? Gia gia của Tiểu Hồng, họ Thường, trước kia cũng là tiên sinh dạy học ở trong làng. Lúc bọn ta ở nhờ nhà cô bé, hai ông cháu họ đều rất quan tâm tới bọn ta. Tiểu Hồng, ngoài gia gia ra, con còn người thân nào khác nữa không? Không có. Đứa bé này chỉ có một thân một mình. Hay là chúng ta giữ nó lại, thêm một người thì thêm một đôi đũa. Dễ thúc thúc, nãy nãy, xin mọi người hãy cho con ở lại, con hứa sẽ ngoan. Xin mọi người hãy cho con ở lại đi. Tiểu Hồng, con yên tâm, dễ thúc thúc tuyệt đối sẽ không bỏ mặc con đâu. Nghe thấy chưa? Về sau đây chính là nhà của con. Đúng vậy, bé con nghe ta nói, sau này con cứ ở lại đây, đây chính là nhà của con. Bọn ta đều là người thân của con, chỗ dựa của con. Từ hôm nay trở đi, ta là mẹ con. Con bằng lòng không? Con bằng lòng. Mau gọi mẹ đi con. Mẹ. Con ngoan. Đông Nhiên ca, mẹ nuôi. Từ giờ trở đi, Tiểu Hồng và con trai của Tiểu Nguyệt đều là con của con chính là mẹ của chúng. Trần Nhi, Triệu Nhi, lại đây. Mẹ, cô, nhớ lấy. Về sau Tiểu Hồng sẽ là tỷ tỷ của các con, còn đây là đệ đệ của các con. Chúng ta là người một nhà, phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau, nghe thấy chưa? Nghe rồi ạ. Gọi tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ. Tốt quá. Cứ mong mãi có một đứa cháu gái. Giờ thì nhà ta có đủ cả nếp lẫn tẻ rồi. Đông Nhiên ca, huynh đặt tên cho hai đứa bé đi. Tiểu Hồng. Hồng tức là đan.
Hay là Tiểu Hồng đổi tên thành Yến Đan, con trai của Tiểu Nguyệt tên là Yến Thanh. Xưa nay thử hỏi ai không chết, lưu tấm lòng son chiếu sử xanh. Xưa nay thử hỏi ai không chết, lưu tấm lòng son chiếu sử xanh. Được, vậy sẽ đặt tên là Yến Thanh, Yến Đan. Đại Tẩu, có đó không? Đệ là Lão Tứ đây. Đại Tẩu, Lão Tứ, vào đi. Đại Tẩu, có thế nào cũng phải ăn một chút gì đi chứ. Như vậy sao chịu nổi? Không sao, ta không đói. Lão Tứ, để đến tìm ta có việc gì không? Bây giờ đang là lúc Tẩu đau lòng. Lẽ ra để không nên gây phiền phức cho Tẩu vào lúc này. Nhưng chuyện này không thể để lâu được. Không sao, đều là người nhà cả. Không có gì phải ngại, ngồi xuống nói đi. Đại Tẩu, để nói thật với Tẩu, kể từ lần xét xử công khai đại ca bị người ta bắn lén, trong lòng đệ luôn thấp thỏm không yên, cứ có cảm giác có gì đó không đúng. Kết quả là đại ca gặp tai bay vải gió. Đúng là đệ đã nghĩ không chu toàn. Đệ cảm thấy chỗ nào không đúng? Đệ tin tưởng con người của thủ lĩnh và các lão cản. Nhưng nếu như không phải họ bắn lén thì còn có thể là ai? Đệ nghi ngờ người mình có vấn đề sao? Đệ cũng không dám khẳng định. Nhưng Lão Tam luôn rất thân thiết với Giang Chim Hà. Lần này đại ca xảy ra chuyện, đệ cứ lờ mờ cảm thấy hành động của huynh ấy rất kỳ lạ. Xảy ra chuyện như vậy, cẩn thận đúng là không sai. Nhưng oai ngực đáp, dẫu sao cũng là Tam đương gia trong trại. Nếu không có chứng cứ xác thực thì chẳng phải chúng ta du quan cho người khác sao? Đại Tẩu, ý của Tẩu là phải đề phòng, nhưng cứ tạm án binh bất động đã. Lão Tứ, phiền đệ để ý đến nhất cử nhất động của hắn. Chúng ta tùy cơ hành sự. Được, yên tâm đi Đại Tẩu. Đệ nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nếu không phải, đệ sẽ đích thân tạ tội với Tam ca. Còn nếu là thật, đệ nhất định không tha cho hắn. Đúng rồi, cái này đệ phải giao cho Tẩu. Đây là gì? Đây là chìa khóa của kho vũ khí đạn dược của Bảo Độc trại chúng ta. Bây giờ đại ca không còn nữa, các đại ca cũng đều xuống núi sinh sống rồi. Những thứ đó e là không dùng đến nữa. Cái này giao cho Đại Tẩu xử lý vậy. Sao chìa khóa lại ở chỗ của đệ? Không giấu gì Tẩu, đây là đại ca lặng lẽ giao cho đệ lúc trước khi đi. Quỳnh ấy sợ hai người sau khi đi có gì bất trắc nên liền giao chìa khóa cho đệ. Bây giờ Tẩu quay về rồi, lời Tẩu nói như lời đại ca nói. Chìa khóa này đệ vẫn nên đưa cho Tẩu thì hơn. Cảm ơn đệ Lão Tứ. Chim Lâm có được huynh đệ như đệ là phúc của huynh ấy. Đại Tẩu đừng nói như vậy. Sau này Tẩu có việc gì cứ việc căn dặn. Đại ca không còn nữa, về sau đệ sẽ nghe theo Tẩu.